Công ty quản lý lên tiếng về tin đồn hẹn hò của Lee Jong Suk và Yoo. Công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận cặp đôi Lee Jong Suk và Yoo đang hẹn hò ngày 31 tháng 12, sau khi những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi Lee Jong Suk và Yoo được hé lộ, công ty quản lý của hai nghệ sĩ đã có phản hồi chính thức. Trong thông báo mới nhất được đưa ra, công ty quản lý của Lee Jong Suk xác nhận anh hiện đang hẹn hò nữ ca sĩ Yoo. Nam diễn viên đã phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết lên người yêu chính thức với Yoo. Cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, xin hãy ủng hộ hai người họ. Cùng với đó, công ty quản lý EDM Entertainment của Yoo cũng xác nhận thông tin này. Yoo đã phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp lâu năm lên người yêu với Lee Jong Suk. Mong khán giả hãy đón nhận họ. Lee Jong Suk và Yoo từng hợp tác khi cùng làm MC cho chương trình ca nhạc Inkigayo vào những năm 2012 đến 2013. Tuy nhiên, cả hai đã vướng phải tin đồn bất hòa, quan hệ không mấy tốt đẹp. Chia sẻ về vấn đề này trong một cuộc trò chuyện vào năm 2013, Lee Jong Suk cho biết, tôi từng cảm thấy không vui vì phục trang của em ấy. Nam diễn viên thú nhận anh và Yoo không hề nói chuyện riêng với nhau một lần nào sau camera vì không hợp tính cách. Sau này, hai nghệ sĩ đã xóa được những hiểu lầm không đáng có và dần trở nên thân thiết hơn. Suốt 10 năm qua, cả hai vẫn thường xuyên theo dõi, ủng hộ nhau trong mọi hoạt động. Mới đây, Yoo còn góp mặt trong đám cưới của em gái Lee Jong Suk để hát chúc mừng. Nam diễn viên cũng mời em trai của Yoo tham gia vào chuyến du lịch tại Nagoya vào dịp Giáng sinh vừa qua. Thông tin cặp đôi Lee Jong Suk, Yoo hẹn hò gây bão mạng xã hội. Người hâm mộ đã dành nhiều lời chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc mới của showbiz Hàn Quốc.